lên Facebook đồ đâu mới lo. Trời ơi, cái bộ nó đông luôn. Đông làm như ai dễ nhận ra. Không có thấy cái mẹ. Mã nơi chứ hè. Hay bãi luôn. Cục mô to nhất. Dung nhớ vừa trước. Như để khăn. Cục to nhất xong mới ra cục nhỏ nhất. Tắt cười chứ sao. Quay đi xong cái mình tắt tiếng đi rồi. Không để tiếng luôn. Tiếng nó luôn rồi bị khùng mò. Đúng rồi sao mà. Đừng nghĩ răng đó bà, nhà mình nói chuyện. Răng bà. Để tiếng mà lật. Người Việt vô coi đó. Ừ. Thì bình thường nghe hết rồi đó. A là A đâu mà. Ui da. Nó xấu người này người kia mà có để tiếng luôn. Không người em mà để tiếng như là họ nhắc coi chứ. Coi có tiếng phiền á. Thì họ có thể tập tiếng đi, họ thư giãn mà. Họ có thể tập tiếng. Đánh cho mặt nhiều lắm đó đi. Mày đi rồi mày, đợi chiếc thì nặng tới 4 feet trận đó mày. Mày vô cái tay bà lo, bà có lo mình ra rứa đó, chứ mặt ít lắm. Mặt ít lắm chứ nặng, chứ nặng cái mấy cục này coi cục chi. Thôi im. Tắt đèn bên đó kìa. Người thiện nó đừng nhìn nó mày, mày đứng gọi điện đi. Cái nhỏ mà yes. Không xứ thôi. Cái một cái đi mua đồ. Đồ tới đi, tới trước đi. Thằng này cho anh đi sao. Nó sao. Nó còn sức. Nhà cái nhậu vui nữa không hả? Đi chơi hết rồi. Ủa đây rồi hả? Ừ. Ôi trời ơi, thiệt là gia đình dễ thương. Nhà mình tuốt mua trả đi trời. Này để con thơ con dạy rất đai nhưng chơi hết trơn. Ừ. Con thơ con dạy ghê. Ủa, rí cho. Đi rồi chứ. Nhiều video không đã. Ừ. Hôm nào xíu điện thoại tới cho Thiên chở mẹ về luôn đi. Mẹ để xa đây mà. Ủa cho Quy với mẹ đi hai xe à, chắc không chở mẹ. Ờ quen. Đi chung xa Quy. Nhưng mà nhiều khi ăn ở đây sao. À, xong chạy ngược qua bên kia. Riêng đi cầm cho chủ điện nè. Đừng. Đàn ông lấy. Đừng có sợ. Ông lên kìa. Đàn ông lên ngày quá Quyền ơi, phải giống Quyền mới có tiền. Quyền. Đàn ông lên ngày quá Quyền. Im nè, thôi đừng nói. Cấm nói luôn. Sao con mặc đồng bộ đi luôn. Thằng đồ Quyên nó mong cấp bụng này. Hả? Thằng đồ Quyên á. Đã. Quyên không có miếng hô luôn à. Có, nhưng mà ít chứ. Châu trời trời trời, chưa nặng, đã gồng rồi. Gồng trước. Cho đây bên đó. Gồng, gồng cái thịt cứng, cứng ngắt luôn á. Alo. Có theo quý vị quá nè. Gần thấy chị coi ơi. Chưa à. Cố gắng đi. Duyên còn thêm 15 phút nữa.
Chị ghê đó. Hai biết cỡ 20 phút chứ mấy. Ồ, nó nhiều, nằm đi. Còn có 4 tầng. Dạ, từ sau tới giờ chị? Có nữa em 10 ngày sau em tới lại hả? À, 2 tuần được, 2 tuần đi. Hết rồi. Về bao kem vô nghe. Dạ, không chết. Chúng mày đi tiêm mỗi 2 đó Quyên nha. Không, chị Ly còn lo, Quyên chị Ly còn lo lắm. Không, con bé là tiệm, con bé là tiệm lấy tim sau chị Ly đi tiêm mỗi 2 rồi mà. Chị Ly tiêm ngày 28. Em chưa tiêm à. Tùy theo mà lo với nó có ai thấy là lo nặng chi cho mệt đến một con ta nặng để ta lái video liên quan chi đâu phải đẹp, đẹp như sáu rồi nói nhiều quay cho đủ thời lượng bây giờ ông kệ ra có kìa đi ngồi kìa báo quát chiều nay ngày này à, mình trưa ngày mai giống như ngày nay trưa rồi ai quát thôi cái là mình cứ để trong đó để cái gì cũng gọi cho tiền đó để mà ra có ai mà biết không không lỡ có chi để mà ấy chứ không là không nghĩ luôn Lý Thị không có mày làm khó gì em phải 2 triệu đúng rồi nghe hồi đau đúng không Rinh? Không trả lời luôn. Mà xỉu. Biết cho mẹ nó không trả lời. Tráng Rinh. Mà lần có clip đẹp đi nha ơi. Nhìn ta câu á là trong mấy đuối thiệt á chứ. Bữa dán bài xỉu. Bài xỉu rồi. Có không? Có không chứ? Vì là có bồ bỏ ra đi. Mặt mẽ lên chứ. Ly. Một lần rồi, tới đây chắc xuống từ 100 kg còn xuống mua 70-80 rồi đó. Bồ quay lại Ly lại trong mấy chứ. Thấy không? Cái Ly. Chơi là nhớ còn có khả năng bỏ lên được nữa Ly. Khả năng gì chứ? Nhà áo tử đấy. Không có được bình thường đâu. Đây thì có chị ngược lại thôi mà hiểu không? Ê, nghe cái vụ mà hắn kể bồ khóc chảy máu mát luôn mà mình đẹp. Ê, nghe cái vụ hồi có bồ á là ngày tắm mới chở hồi không có bồ là Tùng chưa tắm. Tùng nói hơi bị quá nên mình lo 1 tháng. Hình như mỗi lần tắm là tính theo quý mà tính, tính theo ngày là làm 2 tháng là 1 quý đó. 3 tháng 1 quý mày đừng cũng rất là gì trừ là đang ế là lo. Tăng hơi có mùi rồi đây nó bị lon rồi là phải chừng cháu mà lon đã khác rồi không còn là thằng Rinh của ngày xưa nữa. Ừ, đúng rồi ngáo biết luôn mà có điên rồi không sợ có thằng ai mày mày dậy xong cái Ly mày tát thẳng ta cho hai đứa đi mỗi đứa một phát liền đi nè em út trong nhà mà nói chuyện nữa nó điện leo đào ngầu luôn. Không, mình nó nhìn nó biết là cái miệng mình tọt tọt nhưng mà trong lòng mình không chi hết chứ còn nhiều nỗi gì lắm. Trước mặt anh em mà sống chữ đâm chữ không. Ý đó bà Ly. Mất dạy lắm. Nè, không biết con đẻ đi bên cạnh hả? Thấy con đẻ bên cạnh không? À. Mày dạy? Bị đó, Bắc Kinh Sơn. Ây, mình bỏ Bắc Kinh Sơn. Không có sự quan trọng. Rồi Liên ráng chịu thêm mười mấy phút nữa. Đã chưa là phải được một ráng phút đi, ráng đi mười mấy phút nữa thôi. Còn có 12 phút nữa. Ba biết à? Ủa đang nghe giọng Mì vậy? Mì đó bà Phượng mới kêu mở thế kìa. Ừ, chắc mới về. Ba bên đi mà nghe giọng nữa luôn. Ừ, nhà mình cái miệng to quá mày biết. Tính ra là nghe giọng Phượng mở 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 rồi mi
thấy chưa, nó giận bỏ ra. Cái qua con rinh, con rinh chịu đựng. Thấy chưa? Clip của rinh là cả nhà coi. Thôi mà. Xong mà rồi. Qua đây quay clip mà rinh. Qua đây quay ba cái cho từng ít cho rinh. Ba là hai mà lo hình như ba hả? Ba. Ba cá nha. Ủa, quay nói chuyện được không? Không, không được nói chuyện. Không được nói chuyện à? Ừ. Tình hát. À, được rồi, được rồi.